Vâng, xin chào các bác. Hôm nay thì em lên cho các bác một con giải mã đời cao theo yêu cầu của đâu đó là 4 năm bác có gọi điện đến thì bảo kiếm cho anh một con giải mã đời cao và quay test nhạc cho anh nghe thử. Vâng, theo yêu cầu của bác thì đây, em sẽ lên cho các bác là con đời 9 nhá. Đây là con Onkyo, vâng, hãng là của Onkyo, FRL9, vâng. Với con này các bác sẽ có giải mã lên tới gì ạ? 24 bit. 24 bit của nó ấy là 24 bit thật đấy các bác nhá. Chứ không phải 24 bit kiểu vớ vẩn đâu. Ghi 24 bit xong là test ra nó chỉ khoảng được mười mấy bit thôi. Riêng Onkyo, riêng hàng của Nhật nha các bác nhá này. Riêng Made in Japan thì em thật các bác là các bác cứ yên tâm mà dùng. Thực sự các bác như vậy nó đáng đồng tiền các bác ạ. Con này có chỉ cần bỏ ra bao nhiêu? Vâng, có 1 triệu 9 thôi là được tặng kèm cả đổi nguồn luôn. 1 triệu 9 được tặng kèm cả đổi nguồn. Đấy. Đúng 1 triệu 9 thì các bác đang tặng đổi nguồn, giá trị 200 nghìn luôn. Đấy. 1 triệu 9 được tặng đổi nguồn và cái gì ạ? À? Em tặng các bác thêm một đôi dây loa luôn, riêng hôm nay chơi lớn luôn đã không tặng rồi, kẹp luôn các bác. Đây em ra em cắt luôn đôi dây loa cho các bác. Vâng, đây hôm nay em chơi lớn luôn này. Con này giá là 1 triệu 9 đúng không ạ? Bình thường nhá, các bác bỏ ra phải tầm bao nhiêu ạ? Hơn 2 triệu thì mới mua được cái con N9 này các bác nhá. Bỏ ra hơn 2 triệu mua được con N9 này, nhưng mà tuy nhiên hôm nay các bác chỉ bỏ ra bao nhiêu? 1 triệu 9. Vâng, 1 triệu 9 đã sở hữu con N9X lại còn được tặng thêm gì ạ? À? Một cái đổi nguồn trị giá 200k và tặng thêm đây là 1,5 m 1 giây. 2 giây là tổng là 3 m, hai cái này là tổng là 3 m. 3 m giây này của em trị giá bao nhiêu ạ? Gần 200 nghìn. Vậy là các bác em cứ tính con này là bao nhiêu đây? Rồi, gần 200 em tính 150 thôi. Tính rẻ thôi, 150 thôi. 150 của em là dây loa, bởi vì dây này dây xịn, dây còn được bọc giảm nhiễu cơ. Dây này dây được bọc giảm nhiễu bên trong này. Dây này rất là đắt các bác nhé, không hề rẻ đâu. Nhưng mà thôi em đã nói tặng là em tặng, tặng hẳn dây xịn luôn này. À, 100 em cứ gọi là hơn 200 gọi 150 đi này. 150 cộng với cả cái cục này 200 là bao nhiêu? Là bao nhiêu ạ? 350. 1 triệu 9 mà lại được tặng 350. Em thật có là các bác không mua thì còn mua cái gì? Đúng không ạ? Các bác không mua con N9 này thì còn mua cái gì mà đời cao nhá. Này. Sau này vị các bác nhá, thích kết nối làm công suất này, lấy cái dây này cho em, kẹp vào đúng nhà này, lại kẹp vào đây. Đấy. Vậy là các bác sẽ có gì ạ? Có một cái bôi dây loa xịn kẹp vào đây, thế là các bác mua cho em thêm một cặp loa nữa. Đấy, lấy thêm một cặp loa kẹp vào nó nghe vô tư. Rồi nha, thế là xong cái phần công suất này. Còn nếu bác nào mà cần cắm thêm súp thì cắm vào đây này. Đấy, bác nào thích nghe điện thoại này. Đây, cắm điện thoại máy tính cho em này. Một loạt các cổng này, trong đó thì có hai cổng này là dùng để làm giải mã này. Thì ví dụ đây các bác cắm quang nhé. Quang thì nó có hai cổng này. Đây là cổng in này, đây là cổng out này. Còn đây là hai cổng ra của AV này. Hai cổng này để truyền xuống âm ly to, nghe nhạc hoặc hát karaoke. Được chưa ạ? Nghe nhạc hoặc hát karaoke vô tư. Đấy. Hoặc là các bác có thể vừa kết hợp cầu loa này nghe nhạc trên hai con loa mini. Đấy, như em đang ghép kìa. Đấy. Có thể nghe nhạc như vậy. Song hành với nó các bác vẫn có thể làm giải mã được. Kết hợp vừa làm giải mã luôn ở đây. Đấy. Cực kỳ tiện. Hoặc sau này ví dụ các bác chán không làm giải mã nữa thì mình có thể làm công suất cắm vào đây, làm hai con loa hai bên làm một bộ dàn mini đời cao nghe cực phê luôn. Đấy. Nghe sướng các bạn. 24 bit của nó là 24 bit thật đấy các bác nhá. Giải mã cực kỳ trong luôn, nó không giống như kiểu hàng giải mã bao diêm đâu. Em thật các bác giải mã bao diêm cái gì ạ? Giải mã bao diêm nó bé như cái điện thoại này, tức là nó dày hơn thôi nhưng nó bé bé như này. Đấy, các bác để lên cái tẹo này, giải mã cái gì? Lấy đâu ra 36 với cả 42 bit, 50 bit? Em thật các bác toàn vớ vẩn đấy, không có đâu. Đừng có tin người ta cái hàng mấy cái hàng Trung Quốc nó ghi là 36, 42, 50, không có đâu các bác ạ. Lấy đâu ra? Đến các bác mua những cái giải mã, ví dụ các bác mua những con giải mã này, nó lên khoảng là 42 đến 50 bit thì em chịu này. Đó là mua những con giải mã mà các bác để ý xem nó to nha. Các bác lên mạng search nhá, nó to hơn cục này của em này, nó to bằng hai cục này. Nó mỏng hơn một tí nhưng nó to bằng hai cục này. Đấy. Nó rơi khoảng là giải mã đâu đấy, nó rơi khoảng 42 đến 50 bit gì đấy. Thì là mỗi một cục như vậy nó rơi khoảng là 40 triệu. 40 triệu một cục nhá. Thì nó mới được tầm khoảng 50 bit đến 40 bit nhá. Các bác vào mạng search đi. Các bác cứ vào mạng search đi thì các bác mới thấy nhá. Chứ còn các bác mà không search thì gần như là nói không ai tin. Có những con giải mã lên tới 40 50 triệu nhưng mà những con đấy thì nó sẽ dành cho những cái sản phẩm, ví dụ bộ dàn của nó hai en nó tầm khoảng là vài tỷ, tầm 5-6 tỷ nữa, chục tỷ thì người ta mới dùng đến cái đấy. Còn mình gọi là giải mã chỉ để làm gì ạ? Nghe nhạc, nghe nhạc vui vui và hát karaoke thì mình dùng con này cho em, giá có 1 triệu 9 thôi. Đấy, tội gì mà phải mua cái giải mã bao diêm. Em thật giải mã bao diêm bây giờ các mua các loại 300-400 thì không dùng được, mà mua các loại 900 đến khoảng hơn 1 triệu đến 2 triệu thì vứt. Bởi vì nó giải mã kém cực kỳ luôn, nó không được 24 bit chuẩn như này. Đây là hàng của Nhật, nên là 24 bit là 24 bit chuẩn.
Đấy. Và sau này mình vẫn có thể kết hợp làm công suất mà trưng bày cũng đẹp. Con này các bác nhìn này. Mặt bằng chung so với hàng bãi nhá thì con này gọi là hàng hoa hậu luôn, đẹp tuyệt vời luôn này. Đấy. Đây, đấy em còn chưa thèm vệ sinh nha, hàng vừa mới khui ra xong, ly lông ra xong còn chưa thèm vệ sinh này, xốp vẫn còn dính này. Đấy. Nó còn được đẹp như thế này cơ mà các bác này. Đấy. Mặt mũi này quắc xanh đẹp lắm. Sau đây sẽ test nhạc và test bản giá luôn. Riêng cái phần CD và MD là em không bao chạy nhá, em nói luôn, không bao chạy. Được chưa ạ? Còn về các bác test được, dùng được thì các bác cứ dùng. Còn ở đây em bán cái giá 19 là không bao chạy CD MD. Ok chưa ạ? Đấy, nói rõ quan điểm là như vậy. Rồi, sau đây em test nhạc các bác nghe thử này. Đây là em đang cắm điện thoại nhá, cắm máy tính này. Đây, điện thoại em đang cắm máy tính này. Đấy. Còn sau đây em sẽ lên nhạc các bác nghe thử này. Là tiền nào của ấy các bạn. Đời cao nó khác thật sự luôn. Nghe con N9 này nó đáng đồng tiền. Em thật 1 triệu 9 nhưng mà nó đáng giá kinh khủng luôn. Nghe cái chất âm, chất bass của nó đánh nó đâu ra đấy các bạn. Tiền nào của ấy nghe nó sướng thật. Rồi, sau đây em sẽ tiến hành test giải mã cho các bác này. Giải mã thì các bác chỉ việc chuyển cho em này. Đấy, chuyển về trong chế độ digital. Rút giải mã ra là không có nhạc các bác nhé. Đây, đây là em đang cắm cái đây, các bác cắm cái Smart TV thì nó sẽ đỏ như này. Được chưa? Đấy, khi cắm cái Smart TV nó sẽ đỏ như này. Đấy, thì đỏ rồi thì là nó đã có tín hiệu thì sẽ lúc này mình sẽ cắm vào nó có nhạc thôi. Đấy. Cắm chặt vào cho em nhá. Đấy. Lôm la là con này hình thức là còn rất là đẹp và giải mã thì vô tư. Điện thoại thì cực hay rồi. Đời cao mà các bạn, càng đời cao dùng nó càng sướng, kiểu như các bác đang dùng iPhone 3 xong nhảy lên iPhone 11 ấy. Nó càng nhanh và nó tức là cái tốc độ xử lý nó càng nhanh và tín hiệu nó lọc càng tốt. Đấy, tiếng ra cực kỳ hay luôn. Rồi, giá là 1 triệu 9. Đấy thì bác nào mà chốt con L9 hàng đẹp này thì alo cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.